chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cù, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bận tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội long trọng mừng kính lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Ngài cũng chính là vua của mỗi tâm hồn chúng ta. Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu, nơi đây chỉ có tình yêu và phục vụ. Thật vậy, vì yêu thương nhân loại, vua Giêsu của chúng ta đã mang thân kiếp người để cùng chung chia niềm vui nỗi buồn với chúng ta. Ngài đã hiến dâng chính mình để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Tình yêu của Ngài đã đạt tột đỉnh trên thập giá và tái diễn mãi mãi trong Thánh Thể. Chúng ta thực sự cần Đức Kitô là vua trong cuộc đời dâng hiến của mỗi người, đặc biệt là quý chị em trong dòng Thánh Clara Thánh Thể truyền giáo. Vì hội dòng đã được thành lập để thực thi sứ vụ yêu thương và hy sinh với tinh thần truyền giáo. Chính cuộc đời dâng hiến tràn đầy tình yêu thương và hy sinh của chị em là một lời loan báo sống động về mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong tâm tình mừng lễ Đức Kitô là vua, chúng ta cùng với hội dòng dâng lên Chúa một người chị em là chị Sofia Ine Lopez Diaz sẽ tuyên khấn trọn đời hôm nay. Nguyện xin vua tình yêu Giêsu mãi mãi là vua lòng của người chị em và của tất cả chúng ta, để cùng với Ngài chúng ta nguyện hiến dâng cuộc đời cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Nhờ đó muôn người được nhận biết Đức Kitô chính là vua muôn đời. Với những tâm tình trên, chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa sơ tổng, sơ phó của hội dòng Đức Thầy Chúa Giêsu Linh Mục.
là những người đã đồng hành với các chị em dòng Thánh Clara Thánh Thể truyền giáo từ khi bắt đầu sang Việt Nam. Và hôm nay đặc biệt vì hoàn cảnh của dịch bệnh COVID mà cũng là sự Chúa quan phòng ban cho chúng ta một người chị em trong hội dòng ở trong cộng đoàn ở tại Việt Nam này dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa, cũng là một dịp để nói lên tình nghĩa của hội dòng Nữ Tỳ Chúa Xu Linh Mục với hội dòng Thánh Clara Thánh Thể truyền giáo. Thay mặt cho mẹ tổng quyền của hội dòng, hôm nay dì tổng dì phó có mặt ở đây cùng với tất cả các dì trong hội dòng Chúa Xu Linh Mục, và đặc biệt là cộng đoàn ở cộng đoàn Thánh Mẫu ở Sài Gòn, và đây biết bao nhiêu những người thân thiết có mặt ở đây, các hội dòng khác có mặt ở đây cũng vì tình nghĩa để chúng ta tham dự thánh lễ khấn trọn đời của chị Sophia Ines, đặc biệt lại ở trong thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Trong tình hiệp thông với toàn thể hội Thánh Chúa, chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ và cũng là Vua của chúng ta, của từng người, của hai hội dòng, của ba bốn hội dòng ở đây, tất cả chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn chúng ta để dâng thánh lễ này một cách xứng đáng. Chúng ta thành tâm thông hối, xin Chúa thứ tha cho chúng ta mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót chúng ta đã phạm đến Chúa, để cho lời kinh tiếng hát của chúng ta được đẹp lòng Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là trên đền Chúa, là con Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, vì có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết thảy mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh, và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tàn mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăm dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi vào nằm nghỉ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa cho tôi, người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính,
vì danh dự của Ngươi. Chúa là mục tử, chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa dọn tiệc sẵn cho con ngay trước mặt quân thù, đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy chén chén Chúa. Chúa là mục tử, chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã quy phục người, bấy giờ chính con cũng sẽ quy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, muôn dân sẽ được tụ họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như một tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm,
ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mòn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mòn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Kính thưa công đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây hôm nay trong tình thương mến với người thân yêu của chúng ta, chị Sophia Yunes, thuộc dòng Thánh Clara Thánh Thể Truyền Giáo. Nhưng mà trong cái tâm tình sâu lắng nhất, đó là chúng ta quy tụ nơi đây trong tình hiệp thông với toàn thể Hội Thánh Chúa để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Và cũng chính vì lý do đó mà hôm nay người chị em thân yêu của chúng ta Sophia Yunes sẽ tuyên hứa trọn đời dứt khoát dâng toàn thể con người của mình, hiện tại, tương lai mà cả quá khứ nữa, cho Chúa Giêsu là Vua của lòng mình. Chúng ta đã được nghe bài sách Tin Mừng của Thánh Matthew nói về cái dụ ngôn quen thuộc lắm, là đến ngày tận thế, ngày phán xét, thì có một số người sẽ được gọi là chiên, Chúa đặt ở bên phải, còn số người sẽ bị gọi là dê, bị đặt ở bên tay trái. Mà Chúa Giêsu trong cuộc đến thứ hai ở trên trần gian này, Ngài đến trong vinh quang của Ngài và đến trong tư cách là Vua của vũ trụ. Thế thì câu hỏi nó đặt ra chúng ta: đến ngày đó tất cả chúng ta sẽ phải đến trước mặt Vua của toàn thể vũ trụ này, vậy chúng ta đứng ở bên nào? Tôi đứng ở bên nào? Tôi sẽ được đặt ở bên phải hay sẽ bị đặt ở bên tay trái? Câu hỏi nó đụng đến cái phần rỗi đời đời của mình. Thế thì nó bó buộc những ai mà nghĩ đến đời đời của mình phải tìm lấy cái câu trả lời. Thế thì để đứng bên phải thì phải làm cái gì? Trong bài dụ ngôn Chúa nói rất đơn sơ: hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, bởi vì khi ta đói các ngươi cho ta ăn,
khi ta rét các ngươi cho ta mặc, khi ta đau yếu bệnh tật các ngươi thăm viếng, khi ta bị tù đày, khi ta bị loại bỏ, khi ta bị sỉ nhục, các ngươi đã an ủi ta, đã đến thăm viếng ta. Thế thì cái câu trả lời đầu tiên đơn giản lắm, được đứng bên phải là bởi vì có bác Đức Bác Ái thương yêu mọi người. Mà trường hợp mà Chúa nói đấy đó là những trường hợp quan trọng, trường hợp lớn lao trong cuộc sống. Nhưng mà tình yêu thì nó diễn tả trong cái đời thường của từng người, trong cuộc sống mỗi ngày, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình. Tình thương yêu nó là cái thước đo để hướng dẫn chúng ta trong các tương quan với mọi người, không phải là ai, cả với những người xa lạ. Rồi chính vì vậy mà sau trở thành anh chị em, chúng ta mà nhìn mặt nhau ở đây này, sự thật ra mà nghĩ lúc đầu ấy, chúng ta xa lạ nhau hết, chẳng có biết nhau. Bây giờ biết mặt rồi ấy, chưa chắc đã biết tên đâu. Và biết tên hôm nay ấy, ngày mai chưa chắc đã nhớ. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rất gần gũi nhau. Bởi vì sao? Bởi vì ở giữa chúng ta có tình yêu, có lòng bác ái. Tất cả mọi người, các tín hữu của Chúa đã được dạy bảo rồi. 10 giới răn Đức Chúa Trời, tóm lại hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Thế thì cái phần đầu tiên đó là kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Thế thì bây giờ chúng ta vừa thấy là Chúa nói đến Đức Bác Ái, được đứng bên phải bởi vì khi ta đói các người cho ta ăn, khi ta rét các người cho ta mặc, vân vân. Để ý đến những người khó nghèo, để ý đến anh chị em của mình trong cuộc đời bình thường. Nhưng mà còn cái lý do nữa, không phải chỉ để ý đến những người khác, giúp đỡ là mà xong chuyện đâu. Bởi vì người ta có thể giúp đỡ mà lý do có thể khác nhau lắm, cùng giúp đỡ cả nhưng mà lý do thì hết sức là khác nhau. Đối với các môn đệ của Chúa đó, tín hữu hay đời sống tu trì, tất cả chúng ta giúp đỡ tha nhân vì Chúa. Bởi vì sao? Chúa đồng hóa Chúa với người là đối tượng của Đức Bác Ái. Vì khi ta đói các người cho ta ăn, tức là lý do mình thương yêu người khác ấy, là bởi vì đó là hiện thân của Chúa, yêu Chúa, cho nên mới yêu tha nhân, mới yêu người gần cũng như người xa. Thế thì cái cốt lõi, cái nguồn, cái rễ, nó là tình thương yêu đối với Chúa. Trước hai điều này mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Và đó là điều mà hôm nay chị Sophia Ines đang cố gắng làm, đặt Chúa vào trung tâm cuộc đời của mình, để mình có thể đi vào con tim của Chúa, thánh tâm Chúa, Đấng đã để cho trái tim của mình được đâm thủng, để từ đó cho nước và máu, những giọt cuối cùng còn đọng lại ở trong trái tim chảy ra. Đây là một hành vi biểu tượng. Chúa chết rồi, cho nên không cảm thấy đau nữa. Nhưng mà Chúa đã quan phòng để cho có cái hành động này. Một người lính lấy gươm mà đâm thâu vào trong tim của Chúa, để cho những giọt máu và giọt nước cuối cùng còn đọng lại ở trong tim chảy ra, để nói là tình yêu trọn vẹn Chúa dành cho nhân loại, cho từng người. Vì vậy mà bây giờ Chúa cũng mời gọi tất cả hãy dâng trọn vẹn con tim của mình cho Chúa. Mà đời sống thánh hiến là một cái mẫu gương, một lời mời gọi, một lời nói tiên tri, nghĩa là tất cả chúng ta
đều được mời gọi hết và có thể làm được chuyện này. Đáp lại tình yêu tuyệt hảo của Chúa, đáp lại tình yêu trọn vẹn của Chúa bằng một lời dâng hiến trọn vẹn. Những người lập gia đình thì dâng hiến trọn vẹn của Chúa qua đời sống gia đình, qua tình yêu chung thủy, kiên nhẫn, chịu đựng với người bạn đời của mình, rồi cùng nhau đối với con cái của mình, rồi gia đình của mình. Trong các thánh tử đạo Việt Nam thì có chân phước André Phú Yên trở lại đạo lúc 16 tuổi và 19 tuổi thì bị bắt vì là giáo lý viên, và sau đó bị quan xử tử đạo, chết vì Chúa, vì không chịu từ bỏ Chúa. Thế thì khi mà thầy André Phú Yên, hay là gọi là cậu André Phú Yên, còn trẻ lắm, tới có 19 tuổi à, bị tù để chờ ngày trảm quyết, khi thì các tín hữu đến viếng thăm cậu, khóc lóc thương cậu, thì cậu André Phú Yên mới nói với các tín hữu này: thưa quý cụ, thưa quý ông bà, xin đừng khóc lóc vì cháu, mà xin hãy cầu nguyện để cháu giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết. Coi trọng tình yêu của Chúa, chỉ có Chúa là đủ à, chỉ có tình yêu của Chúa là được rồi. Chỉ mong giữ được tình yêu của Chúa thì tất cả chuyện khác có cũng tốt, mà nếu mà không có cũng thôi không sao, miễn làm sao giữ được tình yêu của Chúa. Và đó là cái quyết tâm, cái lòng mong ước của người thân yêu của chúng ta, Sĩ Sophia Ines, hôm nay khấn trọn đời. Chỉ mong cái chuyện này phải không? Cũng chỉ mong giữ tình yêu của Chúa cho đến chết. Thế thì tất cả chúng ta, những người thân yêu ở đây, chị em cùng dòng, thay mặt cho cả dòng, rồi thì dòng nữ tỷ Chúa Giêsu linh mục, từ bề trên tổng quyền xuống cho các chị em, cộng đoàn thánh mẫu, sơ phụ trách của cộng đoàn thánh mẫu, rồi các sơ quen biết, sơ cùng quê hương Mexico, sơ khác không cùng quê hương Mexico mà thân quen với nhau, rồi cả các em dân tộc ở kia, qua các sơ nữ tỷ Chúa Giêsu linh mục cũng ở đây cả. Mà chúng ta mong cái gì? Mong cho cái người thân yêu này của chúng ta, chị Sophia Ines, được giống như thầy giảng André Phú Yên: xin cho con được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết, không hy sinh tình nghĩa của Chúa vì bất cứ chuyện gì cả. Đó là điều mong ước của chị Sophia Ines hôm nay khấn trọn đời. Và đó cũng là lời chúc, cầu chúc của chúng ta, tất cả mọi người thân yêu có mặt ở đây, là cầu nguyện cho chị Sophia Ines được giữ nghĩa cùng Chúa, được thuộc trọn về Chúa mỗi ngày cho đến chết thì thôi. Và lúc đó thì sẽ được kết hiệp mật thiết hoàn toàn với Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Nghi thức khấn trọn đời. Nghi thức khấn trọn đời được bắt đầu bằng việc chị Ceci sẽ giới thiệu với Đức Cha khấn sinh xin khấn trọn hôm nay. Trong kính Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, con xin giới thiệu ứng sinh sẽ khấn trọn đời hôm nay, chị Sophia Ines Lopez Diaz. Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Giờ đây, Đức Giám Mục hỏi thỉnh nguyện của chị sắp tuyên khấn trọn đời trước Thiên Chúa và cộng đoàn. Con rất thân mến, con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Thưa Đức Cha,
đang đại diện Thiên Chúa và Giáo hội. Con là người theo chân bạn Chi Thánh là Chúa Kitô. Con xin được bền tổ trong gia đình phúc âm này cho đến chết. Tạ ơn Chúa. Con thân mến, nhờ phép rửa tội, con đã chết cho tội và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Con có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng lời khấn trọn đời không? Thưa, con muốn. Con có muốn nhờ ơn Chúa phủ giúp, ôm ấp và tuân giữ trọn đời nếp sống thanh khiết hoàn hảo, vâng phục và khó nghèo mà Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria mẹ người đã chọn không? Thưa, con muốn. Con có muốn nhờ ơn Chúa Thánh Thần phù giúp, quảng đại hiến trọn đời để phục vụ dân Thiên Chúa không? Thưa, con muốn. Nguyện xin Đấng đã khởi sự việc lành nơi con, chính Người cũng hoàn thành việc ấy cho tới ngày Chúa Kitô ngự đến. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tuôn muôn ơn lành cho khấn sinh, để chị được trung thành đến cùng trên bước đường dâng hiến. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha Đấng ban phát mọi ơn lành lời cầu nguyện thiết tha. Xin Người thương xót củng cố quyết định mà Người đã gợi lên trong nữ tỳ của Chúa đây. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Mẹ Cả Em, cầu cho chúng con. Các thánh thiên thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con.
các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Phạm tội lỗi, xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi chết muôn đời, xin Chúa cứu chữa chúng con vì mầu nhiệm Chúa làm người. Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm chất hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phụng vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúc lành, thánh hoa và thánh hiến khấn sinh này. Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ nữ tỳ Chúa đây được ơn phúc bởi trời vì họ đã dâng con làm của lễ cho Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nhậm lời chúng. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa nhậm lời dân Chúa khấn cầu và ban ơn bởi trời dọn lòng nữ tỳ Chúa đây để lừa Chúa Thánh Thần tinh luyện tâm hồn đã dâng hiến cho Chúa khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi.
Đây là giờ phút quyết định quan trọng, là đỉnh cao và khởi đầu của sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm phó thác tin yêu. Khấn xin đặt tay mình trong tay chị Cecilia, đại diện chị tổng quyền Marta Gabriela, trước sự chứng giám của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Chị là Lita và chị tổng phụ trách Lucia, dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, cùng toàn thể cộng đoàn nói lên lời tự nguyện cam kết tận hiến cho Thiên Chúa, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời trong gia đình dòng thánh La Ra Thánh Thể Truyền Giáo. Con là Sofia Ines Lopez Diaz, đã nghe Chúa nói hãy đến và theo ta để hiến tặng mình phục vụ Chúa và sống mạnh mẽ nhưng ăn từ đức tin, hy vọng và lòng bác ái được nhận trong ngày rửa tội và do đó tham gia vào sứ mệnh tông đồ của tất cả anh chị em trong giáo hội. Với lòng biết ơn và tin thác, con tự do đáp lại lời kêu gọi của Chúa. Và con xin tất cả những người có mặt, cùng nhiều vắng mặt, cùng xin với con, ăn sùng trung thành bồi tăng tình quân của con, và dối sự bảo vệ của Đức Mẹ Tổng Trinh Maria, con quyền bồi chư tòa năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và bằng phục trong suốt cuộc đời con, theo hiến pháp và quy tắc của hội dòng Thánh Clara Thánh Thể Truyền Giáo đã được tòa tăng chấp thuận. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành với tất cả những gì con hứa với chị Cecilia Carranca Lopez, là đại diện của số tầm quyền Mejaquín Marta Gabriela Hernández Martín del Campo và với tất cả những người kế thừa hợp pháp. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Giám Mục trong lời nguyện chúc long trọng thánh hiến tân vĩnh khấn. Lạy Chúa là đấng bảo vệ, quyết định thánh thiện, chúng con phải ngợi khen Chúa cho xứng đáng, vì nhờ ngôi lời, Chúa đã kết hết tình âu yếm tạo dựng lên gia đình nhân loại trong Chúa Thánh Thần. Chúa đã yêu thương loài người, cho loài người được liên kết với Chúa, đến nỗi đã lấy hình ảnh Chúa và sự sống vĩnh cửu mà trang điểm gia đình nhân loại lộng lẫy như tân nương. Chúa đã khôn ngoan an bài cho có muôn vàn thiếu nữ theo chân người, để khi đã trở lên môn đệ Đức Kitô, họ đáng được nâng lên địa vị bạn trăm năm của người. Vậy lạy Chúa là Cha, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban lửa Thánh Thần xuống trên con cái Chúa đây là nữ tu Sofia Ines Lopez Diaz, để nuôi dưỡng quyết định chân thành mà Chúa đã khơi lên trong chị. Xin cho chị được nhiệt thành yêu mến, gắn bó với Chúa bằng lời khấn ròng.
Xin cho chị được chung tin với Đức Kitô là bạn trăm năm duy nhất. Xin cho chị được yêu mến Hội Thánh là hiền mẫu và lấy tình thương yêu mỗi người để nhắc nhở chị về niềm hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin hướng dẫn nữ tỳ Chúa và thương bênh đỡ chị trên đường đời, để khi tới tòa án vua tối cao, chị không phải kinh hãi nghe lời nghiêm thắng của vị thẩm phán, nhưng được nghe tiếng bàn trăm năm dịu dàng mời họ tới giữ tiệc cưới trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Giám Mục làm phép nhẫn giao ước. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng cao thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tạo thành và bảo toàn nhân loại, là đấng ban phát mọi ơn lành. Xin Chúa làm phép chức nhẫn này, để những ai mang nhẫn này như dấu chỉ lòng trung thành, nhờ Chúa bênh vực cho che, được đạt tới hạnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Đức Giám Mục trao nhẫn giao ước vào tay Tân Vĩnh Khấn. Chiếc nhẫn là dấu chỉ giao ước tình yêu mà chị vừa ký kết với Đức Kitô bằng lời khấn trọn đời. Con hãy nhận lãnh chiếc nhẫn này, vì con là bạn trăm năm của vua muôn đời. Con hãy giữ trọn lòng trung tín với bạn trăm năm của con, để con đáng được vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bão tố thêm ngào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời tình thân ái, Tân Khấn Sinh được chị Cecilia đại diện cho chị Tổng quyền Marta Gabriela đón nhận và chính thức thuộc về hội dòng Thánh La Ra Thánh Thể Truyền Giáo. Xin kính mời chị Ceci. Thay mặt chị Tổng quyền Madre Marta, xác nhận em là thành viên vĩnh viễn trong dòng Thánh Clara Thánh Thể Truyền Giáo. Vậy em hãy trung tín chu toàn nhiệm vụ mà Hội Thánh đã ủy thác cho em, nhân rằng giáo hội. Vâng, một tràng pháo tay xin được vang lên thay cho lời chúc mừng Hội dòng Thánh Clara Thánh Thể Truyền Giáo và chị Sophie hôm nay. Nghi thức tuyên khấn đã kết thúc, kính mời cộng đoàn đứng đọc kinh tin kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng gánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta tiếp tục thánh lễ với phần phụng vụ thánh thể. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. Lạy Chúa, chúng con thân thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ Người được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên.
con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và suy nhân cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiện thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loại quy phục quyền binh mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thanh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để khiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được và hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho có sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin gìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tối trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giao huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời.
xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hương vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Xin thương dành cho chúng con ít phút để chị Ceci thay lời cho hội dòng bày tỏ lòng tri ân cảm tạ. Chúng em xin kính mời chị. Trong kinh Đức Cha Giuse, giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa quý cha, quý bề trên, quý thầy, quý dì và quý khách. Con xin đại diện cho chị em dòng Clara Tăng Thể truyền giáo. Kính dâng lên Đức cha, quý thầy và quý dì tâm tình trì an của chúng con. Lời đầu tiên là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì bàn tay quyền năng và yêu thương của Người đã dẫn dắt chị em chúng con đến Việt Nam một cách thật huyền nhiệm. Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Trong kinh Đức Cha, hôm nay trong hoàn cảnh rất đặc biệt này, ba chị em chúng con đang ở xa nhà mẹ của dòng, xa các bề trên, xa các chị em và xa cả gia đình của chúng con. Thế nhưng chúng con lại có cơ hội được cảm nghiệm thật cụ thể các sâu xa về gia đình thiêng liêng, là sự hiệp tung trong một giáo hội công giáo và tống truyền. Đây quả là một ân huệ lớn lao cho chúng con. Chúng con rất vui vì được Đức Cha luôn yêu thương, thăm hỏi và dạy dỗ chúng con, giúp chúng con can đảm dấn thân cho Đức Chúa tại đất nước Việt Nam này. Sự quan tâm, yêu thương của Đức Cha lại được đậm nét hơn vì hôm nay Đức Cha đã chủ thế lễ khấn trọng đời cho chị Sophia. Chúng con xin ghi tầm khắc cốt những ân huệ lớn lao mà Đức Cha đã dành cho chúng con. Xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thật nhiều sức khỏe và tràn đầy nghị lực để từng ngày trong đời sống của Đức Cha sẽ mãi là chứng nhân khừng khôn nhất về sự hiện diện của lòng thương xót Chúa, không chỉ trong giáo phận Xuân Lộc mà còn trên toàn thế giới. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và quý khác, vì yêu thương và muốn nâng đỡ hồi dòng chúng con đang hiện diện tại Việt Nam, mà hôm nay quý vị đã cầu nguyện và hiện diện như một niềm khích lệ lớn lao cho chị em chúng con. Xin Thiên Chúa trả công bồi hào cho quý vị luôn được vinh an trong Chúa Kitô. Đặc biệt, chúng em kính thưa chị Tổng Phụ Trách và chị Phó Tổng Phụ Trách dòng nữ Ti Chúa Giê-xu Linh Mục. Chúng em xin bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến chị Tổng Phụ Trách và Phó Tổng Phụ Trách cùng toàn thể quý chị trong dòng nữ Ti Chúa Giê-xu Linh Mục. Vì Chúa đã dùng chị Tổng Phụ Trách và chị Phó Tổng Phụ Trách cùng toàn thể quý chị để nâng đỡ chúng em từ ngày đầu tiên hiện diện tại Việt Nam cho đến hôm nay. Chúng em cảm nhận đây là may ám gia đình của chúng em ở Việt Nam này. Chúng em luôn cảm mến và biết ơn quý chị. Hơn thế nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn chị Phụ Trách Anna, Sở Tiền Bối Margarita
và toàn thể quý chị em trong tu viện Thanh Mẫu đã luôn luôn yêu thương, đón nhận và giúp đỡ chúng em về mọi phương diện. Xin Chúa Giêsu Linh Mục luôn yêu thương và nâng đỡ quý chị. Xin Chúa Giêsu Linh Mục luôn ban trọn hồn an trên chị tổng phụ trách và chị phó tổng phụ trách cùng hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục được mãi phát triển trong cánh đồng truyền giáo, mang lại nhiều hoa trái đức tin cho giáo hội của Chúa. Kính thưa quý chị, dòng Đức Mẹ Khang Cư Giúp Hàn Quốc, dòng nữ tư giáo hội Ấn Độ, dòng nữ Vương Hòa Vịnh, dòng nữ tu Capuchin Tăng Gia Thất, dòng thưa sai tôi tớ lời Chúa. Chúng em xin cảm ơn quý chị đã luôn cầu nguyện cho chúng em. Sự hiện diện của quý chị hôm nay nói lên tình thương, thân thương ấy mà quý chị đã dành cho chúng em. Xin Thiên Chúa Nhân Từ luôn ở cùng quý chị và ban cho hội dòng của quý chị được phát triển tại Việt Nam. Chúng con xin phép Đức Cha và toàn thể quý vị cho chúng con có đo lợi với chị Tòng Quyền, Madre Marta và gia đình của chị Sophie. Gracias en primer lugar a nuestros queridos papacitos y a toda la familia de hermana Sophie, que desde Chiapas nos acompañan y hoy entregan generosamente a su amada hija. Gracias por esta gran ofrenda. Gracias por no negársela al Señor y porque sabemos que día con día la sostienen con sus oraciones. Muy querida Madre Marta y hermanas en el mundo entero, gracias de todo corazón por acompañarnos en estos momentos y de manera especial por fortalecer el sí de la hermana Sofía con sus oraciones y cariño fraterno. Madre, en nombre de la hermana Sophie, te doy las gracias por tu cercanía, por acompañarla en su caminar y por hoy acoger su sí definitivo. Gracias, Padre David, Darwin y hermanas, por acompañarnos en estos momentos. Gracias, don Manuel y doña Miriam, por estar aquí, por habernos adoptado, por aceptar ser padrinos de hermana Sophie y sobre todo por abrirnos las puertas de su corazón. Una vez más, gracias a cada uno. No dejen de pedir por nosotros para que sepamos amar día con día la voluntad del Señor y sepamos entregarnos sin reservas. Trong kính đức cha Giuse, kính thưa quý cha, chị tổng phụ trách, quý thầy, quý dì và quý khách, xin thương tiếp tục cầu nguyện cho chị em chúng con luôn trung tín với lời đã khấn hứa. Giờ đây, chị em chúng con xin cúi đầu tạ ơn Đức Cha, quý thầy, quý dì và quý khách. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót trả công bồi hậu cho quý vị thầy cho chúng con. Chúng con xin kính dâng lên Đức Cha những bông hoa tươi thắm, gói trọn lòng biết ơn và hiếu kính của chúng con. Và ngày hôm nay chúng con cảm thấy không chỉ dòng Thánh Lara Thánh Thể vui mừng, mà trên khuôn mặt rất hiền từ của Đức Cha sáng lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Một lần nữa, chúng con rất mong được lắng nghe tâm tình của Đức Cha lúc này. Con kính mời Đức Cha. Xin. No quieres que Sofía diga unas palabras de su familia? Sofía,
This is una palabra. En español. Tinta y baña. Pues papacitos, yo les quiero dar las gracias. Pues gracias a ustedes he llegado pues hasta aquí, tengo esta vocación porque ustedes fueron los primeros que me educaron. Que me educaron en la fe y pues esos primeros pasos son muy importantes para toda mi vida. Aunque físicamente no estamos en estos momentos pues juntos, pero espiritualmente estamos muy unidos y eso es más fuerte, ¿verdad? Unidos en Dios. Y pues yo les doy las gracias por todo. Gracias por su sí también, porque cuando yo digo que sí, lo digo junto con ustedes, todos juntos decimos que sí en esta ofrenda al Señor. Dios se los pague. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Thì con sẽ cố gắng dịch bằng tiếng Việt. Chắc không đúng nhưng em cứ cố gắng. Thì Sophie đã cảm ơn bố mẹ và gia đình của Sophie bởi vì bố mẹ là người đầu tiên đã dạy cho Sophie hết và dạy về Chúa. Và bởi vì có bố mẹ và bố mẹ đã dạy như vậy thì Sophie hôm nay có thể nói vâng cho Chúa và nghe lời Chúa gọi, no, lời gọi của Chúa. Và mặc dù bây giờ bố mẹ không có ở đây nhưng Sophie biết chắc chắn là bố mẹ có và bố mẹ đang cầu nguyện cho Sophie. Và chính bố mẹ là lý do Sophie có thể đi theo Chúa. Và thì nói là con thương bố mẹ và thương các anh chị em. Chắc thôi, không nhiều cái gì nữa. Sissy nói tiếng Việt giỏi lắm, dịch giỏi. Rồi Sophie cũng giỏi lắm. Hồi nãy lúc giờ mà cha hỏi rồi trả lời á, thì cha phải xem giấy cha mới hỏi được. Sophie nhắm mắt mà trả lời được, mà trả lời tiếng Việt giỏi lắm. Ngày hôm nay là ngày vui mừng không phải chỉ cho chị Sophie Ness, không phải chỉ cho các chị em, cho đặc biệt cho ba chị em dòng Thánh Clara, Thánh Thể Truyền Giáo, và chắc chắn là cái niềm vui cho tất cả hội dòng. Bố mẹ mà Marta cũng đã chắc chắn là theo cái thánh lễ này qua phương tiện truyền thông, rồi gia đình tất cả mọi người vui hết. Mà ở đây á, tất cả mọi người ở đây vui hết, và giáo phận này cũng vui nữa. Bởi vì Chúa cho chúng ta có dịp được cảm nghiệm, mầu nhiệm tình yêu của Chúa quy tụ tất cả mọi người. Chúng ta chẳng biết nhau gì cả, thế mà bây giờ lại cảm thấy là anh chị em với nhau mà rất thân thiết, chỉ nhờ có Chúa thôi. Tuy là chúng ta ở đây các dòng khác nhau và các chị em ở các nơi khác đến cũng thuộc các dòng khác nhau, nhưng mà về đến đây cảm thấy như nhà của mình, bởi vì Chúa quy tụ tất cả chúng ta lại là một. Cho nên cha cảm ơn ba chị em đã dày công trước tiên sang bên này. Khí hậu nó có thể khác mà chắc không khác lắm,
Ấn Độ với Việt Nam thì không khác mấy. Rồi Mexico thì cũng có khác chứ mà biết không khác mấy. Nhưng mà ngôn ngữ, đã dày công học hỏi ngôn ngữ là vì tình yêu của Chúa muốn đến đây đón nhận dân tộc Việt Nam như là món quà mà Chúa ban cho mình. Tôi muốn lợi dụng dịp này để cảm ơn cái bề trên của dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Bởi vì sự thật ra dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục bề trên đón nhận các chị em bởi vì cha xin. Và khi cha xin là nhận ngay lập tức, không có một chút gì do dự cả. Rồi không những chỉ nhận mà còn đồng hành với các chị em. Bắt đầu thì ở nhà chính, rồi sau này về ở nhà cộng đoàn Thánh Mẫu. Ở đâu cũng được thương yêu mà. Tất cả các chị em, các bề trên và các chị em cũng thương yêu, đi từng từng bước một đi với các chị em. Rồi cha chỉ thấy là mới sáng có vài năm mà đã có nhà riêng rồi. Thật là tuyệt vời. Cái đó mà được cũng là nhờ các bề trên, các chị em của dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đồng hành. Nên cháu muốn nghi nhân dịp này, cháu muốn lặp lại cái lời cảm ơn mà Sư Xin đã diễn tả với tổng sơ phó, mà trước đây là sơ phó sơ tổng cùng một thời gian tổng phó phó tổng, cả hai sơ bề trên cùng một lòng một chí giúp đỡ cho các chị em. Và ra nghĩ là tất cả mọi người ở đây là cảm ơn chúng con, bởi vì chúng con đến đây làm cho đời sống đức tin của giáo phận Xuân Lộc này, chứ chúng con không ở Xuân Lộc, cũng đi đi lại lại thôi. Cái cộng đoàn thì nó ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đó là cha cho mượn để ở đấy nhá, sau này phải trở về Xuân Lộc mà ở. Qua cái sự hiện diện này làm cho kinh nghiệm đức tin của chúng ta nó được phong phú, được lớn mạnh hơn. Và hy vọng là sau này rồi sẽ có ơn gọi Việt Nam nữa. Đã có chưa? Chưa có hả? Bao giờ ông có nói tiếng Việt giỏi hơn nữa thì thế nào rồi ông có? Thế nào rồi ông có ơn gọi Việt Nam? Thế thì lời sau cùng cái nói lên cái niềm vui của tất cả mọi người và lời cầu chúc cho các chị em trước tiên được hạnh phúc vì đón nhận được cái đoàn dân của Chúa ở đây như là những người mà Chúa trao cho mình để mình yêu thương, mình phục vụ. Và tất cả mọi người có mặt ở đây, tất cả đều nói lên niềm yêu thương, cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị em. Một lần nữa, chúng con xin tri ân Đức Cha. Giờ đây con trân trọng kính mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành cuối lễ. Và sau bài hát kết lễ, con kính xin Đức Cha, quý cha đồng tế chụp với chị Vĩnh Khấn Sophie tấm hình lưu niệm tại cung thánh. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa và đấng cao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi về bình an.
trọn đời con luôn cầu thề tận cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh ra Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tự đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đời hiến dâng Chúa ơi, con bước theo Ngài, đường vào tình yêu mãi treo, niềm tin con bước. Một đời hiến dâng Chúa ơi, vinh phúc thiên đàng, ngọt ngào lắm tình con thơ. Nơi Ngài bờ bên bình an, thuyền con trôi dạt giữa dòng, gian truân bão tố ngập lòng, mong manh số phận kiếp người, có Ngài dìu dắt đời con bình an. Hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời, chung kiên sống đời hiến dâng. Đời hiến dâng Chúa ơi, mong ước theo Ngài, chọn cuộc tình con xin được dành riêng cho Chúa, một lòng sẵn son Chúa ơi, con hiến dâng Ngài, chọn tình thủy chung Chúa ơi, thoa tình con thơ. Nơi Ngài bờ bên bình an, thuyền con trôi dạt giữa dòng, gian truân bao tố ngập lòng, mong manh số phận kiếp người, có Ngài dìu dắt đời bình an, con hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời, chung kiên sống đời hiến dâng. Nơi Ngài
con trôi dạt giữa dòng gian truân bão tố ngập lòng. Mong mai số phận kiếp người có ngài dìu dắt đời con bình an, con hằng vững lòng tin yêu theo Chúa trọn đời. Chúng kiên sống đời hiến dâng tin yêu theo Chúa trọn đời. Chúng kiên sống đời hiến dâng. Còn đời con là khúc hát cảm tạ tri ân tiên dâng lên ngài, vì ân phúc chan hòa Chúa ban dìu dắt con bước đi trong cuộc sống. Tình yêu Chúa là ánh sáng soi đường con đi tới nơi quê trời. Tình yêu Chúa cho đời thắm tươi, tình Chúa đem đến cho đời nguồn vui. Cảm tạ Chúa đã thương ban hồng ân, lòng hân hoan trong tình mến vô ngần. Ngàn hồng ân Chúa ban cho đời con, cảm tạ Chúa với tấm lòng sắt đời dâng hiến là những chuỗi tháng ngày yêu thương chưa chan ân tình, được yêu Chúa thỏa lòng ước nguyện, được Chúa yêu ước mơ con đẹp mãi. Dù cay đắng lòng sắt đã giữ niềm trung trinh hiến dâng cho, mặc sông gió về phù tứ bề con quyết tâm bước theo ngài mà đi. Cảm tạ Chúa đã thương ban hồng ân, lòng hân hoan trong tình mến vô ngần. Ngàn hồng ân Chúa ban cho đời con, cảm tạ Chúa với tấm lòng sắt son. Phong ba trần thế này con đến để phó thác trong tình yêu thương Chúa luôn quan phòng. Là lữ khách con hằng ước mong về bên yêu con vui hướng bình an. Cảm tạ Chúa đã thương ban hồng ân, lòng hân hoan trong tình mến vô ngần. Ngàn hồng ân Chúa ban cho đời con, cảm tạ Chúa với tấm lòng sắt son. Đây là đọc ý của chúng ta xin chúng ta cho.
thiên cha và con và thánh thần. Lạy Chúa xin chúc lành cho chúng con và những lương được Chúa cho hoàn toàn chúng con được hưởng dụng. Xin cho chúng con thêm sức khỏe, vui vinh Chúa, nơi giáo sĩ, nơi con đoàn của chúng con. Xin chúc lành cho hội dòng ngày hôm nay có cái chi nhánh yêu thánh. Và xin chúc lành cho những người làm nên lạc phúc cho chúng con. Chúa hằng sống và yêu trên muôn đời. Cái bàn cơm mà muốn có cái sự giao lưu cả mọi người, chúng ta trò chuyện với nhau. Những của anh bên nhà giáo vườn chúng con đã quay về để có thể tiếp đãi. Chúc mọi người một bữa ăn thật ngon miệng. Và cũng về nên là chúng ta lấy một chút ăn trò chuyện. Chúng con có để trong đây có 12 bàn và ở ngoài cũng có bàn. Ở các góc cửa sổ và tủ lạnh chúng con để tất cả các loại nước, chè và có lẽ trước tiên mọi người muốn làm nên trò chuyện nhiều hơn. Chúng ta không gian tối nay thuộc về chúng ta và chúng ta có quý thời gian thứ nhất như là dài. Chúng ta có thể vui vẻ và cứ